trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, sau 56 tuổi, nếu như nắm bắt được ba cơ hội này, vận số cực may cực đỏ, giàu sang phú quý hơn người, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, trên đời này chẳng có ai là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người dù tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Cuộc đời con người rất sợ và ám ảnh việc nợ nần túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh sẽ có lúc mà phải đối mặt với điều không mong muốn. Trong đó chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968, được trời định làm người tốt số, trời sinh mang mệnh lý đắc tài phú, sau 56 tuổi chỉ cần biết chấp lấy cơ hội, sẽ được hưởng phúc báu xứng đáng. Cuộc sống tiền bạc viên mãn 10 phân vẹn 10, thân tài chỉ đường ban lối, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ luôn suôn sẻ và ổn định hơn. Vậy vận mệnh sẽ được ơn trên ban cho những cơ may nào trong năm, vận hạn xui rủi cần phải tránh là gì, thì ngay sau đây, quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu luận giải chi tiết nhé. Tuổi Mậu Thân sướng trước khổ sau, tuổi Ấu Thơ sống chẳng phải lo âu, sung sướng thoải mái, được gia đình quan tâm chăm lo, bạn bè giúp đỡ nên muốn gì được nấy. Vạn sự như ý, bước vào đời bởi tính khí quá sôi động, hoạt bát nên dễ chuốc vạ và lại bản tính đa nghi, nên thường vô cớ gây phiền toái. Về già thường cảm thấy cô độc và rơi vào cảnh phiền não, vẩn vơ vô cớ, thông minh bẩm sinh, có trí tuệ cao không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Về mặt chính trị và kinh tế, có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có năng khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chín hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ. Nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lất phất kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng. Bởi vậy, nên lỡ mất nhiều cơ may phát tài, tự tôn, tự ái cao, tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung lạc quan tếu, không có sự chuẩn bị chắc chắn đầy đủ mà được chăng hay chớ, cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Người tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh tài trí của họ thường thể hiện rõ nét trong quá trình học tập. Họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng thành tích học tập nổi bật, vì thế họ luôn cần cù hiếu học, hiểu biết rộng trí nhớ tốt. Nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu, mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ chuyên tâm, nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Người tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua quýt. Nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm, họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Thấy gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận, thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn, họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ. Họ luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, tương thân, tương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến của mình. Họ rất hiếu khách, đối xử với bạn bè thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Người tuổi Mậu Thân là nam thì tinh nhanh năng nổ, hòa hoa đĩnh đạc, do họ chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ. Họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vả người khác. Vì thế, có khi phải sống trong cảnh khó khăn, khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải, thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được, vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Người tuổi Mậu Thân là nữ thì thông minh, thanh tú hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ. Họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao, họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt. Nếu ai đắc tội với họ, thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ, thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ. Tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ, nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư vô lo,
thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại. Ưu điểm, tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, người này khá hiếu thắng. Song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động, đây là người có tài ăn nói giỏi đoán ý người, là bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân, họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Nam giới tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền chí không dễ chịu thua, họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo. Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mạng, Mậu Thân nam mạng khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi, những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nữ mạng, xem tử vi thấy rằng cuộc đời nữ mạng Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn nhưng được thịnh vượng và gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, những người ăn ở hiền lương làm nhiều điều tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Về công danh sự nghiệp, người tuổi Mậu Thân có số phận khá, ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người, kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn. Tiền tài của người tuổi Mậu Thân không thiếu, đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Người tuổi Mậu Thân có tài tổ chức các đoàn thể, nghiệp đoàn, có người thăng tiến trở thành chính khách, nguyên thủ, vĩ nhân. Đối với thương trường khi đầu tư phải có quyền quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ kỳ vọng đạt được mục đích, trong quan trường cần loại bỏ các nhược điểm, cần khiêm tốn không nên vênh váo tự đắc, bỏ bớt lòng ích kỷ, ghen ghét đố kỵ với người đời, phải thành thật với đồng nghiệp. Mọi việc khi làm phải nghiên cứu sâu sắc, tỉ mỉ, không được cưỡi ngựa xem hoa dễ thất bại, cần phải khắc phục tính cẩu thả và xây dựng một bản lĩnh nghị lực khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Đối với người tuổi Mậu Thân, phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn. Chú ý, kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Số đông người tuổi Mậu Thân có bất động sản, nhà cửa, đất đai, song hầu hết cuộc đời đều phải trải qua vất vả, thăng trầm mới thành đạt. Về gia đình họ cũng gặp phải trắc trở, trầm luân không mấy điều suôn sẻ, trong chốn quan trường nên tránh xa kiện tụng, mà nên giải hòa với đối phương, tuổi này khi mất mát của cải có đòi hỏi được cũng không còn nguyên vẹn. Tuổi Mậu Thân cuộc đời tuổi nhỏ phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, đến trung vận thì được sống một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn những người khác. Nếu ăn ở phúc đức làm thiện thì được gia tăng tuổi thọ, còn ăn ở gian ác thì bị giảm thọ. Nam mạng, tuổi hợp làm ăn. Mậu Thân nam mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Mậu Thân nam mạng không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình bao gồm Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, có đạt tới thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nam mạng Mậu Thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ, khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn. Nữ mạng Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Quý Sửu, Ất Mão và Kỷ Dậu để cộng tác trong công việc.
Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mạng Mậu Thân không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi xung khắc sau, Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với 2 tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, có được thành công dễ chuốc lấy thất bại, hay tình duyên giang dở, không được lâu bền. Gặp tuổi Đại Kỵ mọi việc phải hết sức thận trọng và giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ở hiền gặp lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn quan trọng thì nữ mạng Mậu Thân nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, may mắn thu được nhiều kết quả vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Về mặt tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài, nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh, người tuổi Mậu Thân khẳng hóa chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo gạo tiền. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không có nhiều, mỗi khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới, đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Mậu Thân đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 56 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn giai đoạn này có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Mậu Thân nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm đoàn đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, tuổi Mậu Thân sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, tuổi Mậu Thân là người tự tin trong giao tiếp, bởi vậy mà tuổi Mậu Thân có thể tạo được ấn tượng mạnh đối với đối phương ngay từ những ngày lần đầu gặp gỡ. Cũng bởi được nhiều người chú ý mà tuổi Mậu Thân có nhiều sự lựa chọn cho mình. Trong tình yêu, tuổi Mậu Thân cũng thật vui nhộn và hài hước, họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú. Tuổi Mậu Thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng đơn phương một ai đó, thế nhưng những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, họ sẽ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu, tình yêu của người này nồng cháy mãnh liệt như những ngọn lửa đỏ rực, nhưng theo thời gian, ngọn lửa ấy dần phai tàn nguội lạnh và bị dập tắt. Tuổi Mậu Thân phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thật sự trong cuộc đời họ. Đàn ông tuổi Mậu Thân khát khao được yêu và trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ, thú vị của tình yêu. Nhưng anh chàng này lại có tính cả thèm chóng chán, vừa hôm qua vẫn mặn nồng tình cảm mà nay bỗng trở thành con người lạnh lùng. Phụ nữ tuổi Mậu Thân xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi, tuy nhiên họ không vì thế mà bừa bãi xây dựng một mối quan hệ thân thiết với ai đó. Trong tình yêu đôi khi cô nàng tuổi Mậu Thân có những yêu cầu quá cao, khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân, gia đình bạn trở nên hạnh phúc nếu như bạn khéo léo biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe,
thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Người tuổi Mậu Thân không mấy may mắn trong chuyện tình cảm, họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự. Khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nam mạng, chuyện nhân duyên của Nam mạng Mậu Thân được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những nam mạng Mậu Thân được hạ sinh vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của nữ mạng Mậu Thân được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Theo tử vi tuổi Mậu Thân, những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Còn những nữ mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 11 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Về mặt sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế lớn thế nào cũng vô cùng vô tác dụng. Người tuổi Mậu Thân sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay vì đau đầu, chóng mặt hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Mậu Thân lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của mình để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên của người tuổi Mậu Thân qua các năm. 1. Tuổi Mậu Thân gặp năm Tý. Đây là năm thích hợp để người tuổi Mậu Thân làm ăn kinh doanh, gây dựng sự nghiệp, nhiều cơ hội ập đến giúp bạn gặt hái được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong năm vẫn không tránh khỏi họa thị phi, vì thế hành sự cần thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Nếu có ý định khởi nghiệp, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ. 2. Tuổi Mậu Thân gặp năm Sửu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân thấy rằng, trong năm có thiên hỷ cát tinh soi chiếu, bản mệnh nên đi xa làm ăn, như vậy sẽ gặp được nhiều cơ hội. Nửa đầu năm có một vài sự cố nhỏ xảy ra, nhưng không quá đáng ngại, đến cuối năm có thể đổ bệnh cần tốn tiền chữa trị. 3. Tuổi Mậu Thân gặp năm Dần. Năm này nửa hung nửa cát, vận trình thiếu ổn định, sự nghiệp lên xuống thất thường, chuyện hôn nhân cũng có nhiều mâu thuẫn, bất hòa. Nhiều áp lực đổ xuống có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, vì thế nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tâm sự với người đáng tin cậy để tinh thần được nhẹ nhõm. 4. Tuổi Mậu Thân gặp năm Mão. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, cát tinh đem tới nhiều cải thiện trong vận trình của tuổi Mậu Thân. Bước sang năm Mão, bạn nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh xuất hiện. Tuy khó khăn vẫn không tránh khỏi, song đây cũng là cơ hội để bản mệnh nhận ra điểm mạnh của mình, kết giao được với những bạn bè cùng chung hoạn nạn. Trong năm chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. 5. Tuổi Mậu Thân gặp năm Thìn. Trong năm Thìn, người tuổi Mậu Thân gặp nhiều thuận lợi trong vận trình. Đặc biệt đường tài lộc có điểm sáng đáng kể, có thể những cố gắng trong suốt thời gian qua đã giúp bạn thu hoạch được trái ngọt. Người tham gia thi cử theo đuổi con đường học vấn cũng sẽ gặt hái được thành tích cao. Có điều, con giáp này cần thận trọng khi kết bạn, tránh để kẻ tiểu nhân lừa gạt. 6. Tuổi Mậu Thân gặp năm Tỵ. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý tình hình sức khỏe trong năm này. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay. Chớ kéo dài khiến bệnh tình ngày càng trở nặng, năm này cần coi trọng sức khỏe hơn sự nghiệp hay tiền bạc, nếu chủ quan lơ là thì sẽ phải hối hận. 7. Tuổi Mậu Thân gặp năm Ngọ.
Bước sang năm Ngọ, vận trình của bản mệnh thuận lợi hơn nhiều, trong gia đình có nhiều hỷ sự. Đặc biệt, phương diện đầu tư có nhiều khởi sắc, bạn có thể đánh giá tình hình chuẩn xác và đưa ra những quyết định đúng đắn giúp tiền đồ về trong túi. Những người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ cũng sẽ có tiền đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. 8. Tuổi Mậu Thân gặp năm Mùi. Trong năm này bản mệnh gặt hái được thành tích trong sự nghiệp, đầu tư cũng đem lại ít nhiều thành quả đáng mừng. Có điều con giáp này vẫn cần phải cẩn thận kẻ xấu, chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ bên ngoài. Bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi bỏ tiền đầu tư, mua sắm chớ để kẻ xấu lừa gạt trắng tay. 9. Tuổi Mậu Thân gặp năm Thân. Năm này đào hoa của người tuổi Mậu Thân khởi sắc, song bạn cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh để mình rơi vào cảnh thị phi. Tiền bạc cũng cần có cách chi hoặc đầu tư hợp lý, tránh tiêu xài theo sở thích cá nhân kẻo luôn luôn cháy túi. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh dễ mắc các bệnh vặt vãnh. 10. Tuổi Mậu Thân gặp năm Dậu. Cát tinh Thái Dương đem tới nhiều điều may mắn bất ngờ cho người tuổi Mậu Thân. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt thu được tiền bạc dồi dào, khẳng định được vị thế trong tập thể cũng như trên thương trường. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công đến mấy, thì bản mệnh cũng cần chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá độ. 11. Tuổi Mậu Thân gặp năm Tuất. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân bước sang năm Tuất, con giáp này sẽ phải cực kỳ cố gắng làm việc, đặc biệt là khi muốn bắt tay vào công việc, sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vì thế làm việc gì bạn cũng cần phải để tâm, cẩn thận luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. 12. Tuổi Mậu Thân gặp năm Hợi. Năm Hợi người tuổi Mậu Thân khó tránh khỏi chuyện kiện cáo trốn quan trường, họa phá tài cũng luôn rình rập, vì thế đề nghị bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, đặc biệt dễ mắc các bệnh đau đầu, nên chú ý sinh hoạt điều độ. Vận mệnh tuổi Mậu Thân với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng riêng. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tiết Lập Xuân, thường có vận tốt nhưng phải bôn ba khắp nơi, ít được thảnh thơi. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 2. Người sinh vào tháng này thường được hưởng phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3. Là người thông minh, sôi nổi ưa hoạt động, số may mắn tay trắng lập nên nghiệp lớn. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4. Là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn phú quý, có vợ hiền, con cháu hiển vinh, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ. Đây là người có thể làm được mọi việc, nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 5, sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn, là người cung kính, lễ phép được mọi người quý trọng. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 6, là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý, số có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền đẹp đảm đang, con cái vinh hoa. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 7, sinh vào Lập Thu tiết đẹp khí tốt, là người có chí khí lớn, đáng tin cậy, dễ lập nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách ung dung tự tại. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 8, bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt, trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 9, là người quyền thế hiệp nghĩa như dễ nản chí trước khó khăn, số có xác định bình yên, vinh hoa phú quý, một đời được hưởng phúc êm ấm. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 10, sinh vào tiết Lập Đông dịu mát, có số thanh cao trường thọ, no đủ một đời thuận lợi, tuy có lúc gặp hiểm nguy nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 11, số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn hay gặp thất bại, không được trợ giúp, khó làm ăn kinh doanh, nếu làm chủ được mình kiên cường vượt qua gian khó, cũng nên nghiệp lớn, là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 12, số nghèo khó khác cha mẹ, anh chị em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 sau 56 tuổi, đổi đời giàu sang. Năm chìa khóa vàng mở toang cánh cửa bế tắc, đời là bể khổ nhân sinh là đau thương, không một ai sinh ra và trưởng thành chỉ có hanh thông vui vẻ. Bế tắc là chìa khóa của cuộc sống, mở ra hoặc đóng lại cánh cửa cuộc đời một ai đó. Cách vượt qua bế tắc cho những ai còn đang chơi vơi giữa dòng đời. 1. Trải nghiệm mất mát, thấu hiểu đau thương. Nếu cuộc đời chỉ có hoa hồng, thì con người biết gì đến đau khổ. Nếu cuộc đời thập toàn thập mỹ, thì còn ai phải trải qua mất mát. Nhưng nếu đời quá bằng phẳng thì cũng không có những con người mạnh mẽ, những người đức năng thắng số, những người rời non lấp bể làm nên kỳ công,
Thế nên mất mát là để lấp đầy, đau thương là để xoa dịu. Phải từng trải mới thấm thía và trân trọng. Phật dạy rằng trên đời không ai là không có khuyết điểm. Bản thân có khuyết điểm, những người xung quanh cũng có khuyết điểm. Là người cần nhất là thấu hiểu của bao dung, thấu hiểu khuyết điểm của bản thân mình, bao dung với khuyết điểm của người khác. Biết như vậy thì gặp chuyện không gục ngã, gặp khó không thoái lui. 2. Vững tâm bền chí. Người thành công khác với người thất bại, không phải ở chỗ họ chưa bao giờ thất bại, mà là dù có thất bại bao nhiêu lần cũng có can đảm đứng lên làm lại. Cuộc sống không đánh gục ai, chỉ có tự ta đánh gục chính ta. Sóng gió không khiến ai phải bế tắc, chỉ có tự tâm ta bế tắc, thanh tịnh. Tự tâm, muôn sự đều đặn, tu thân dưỡng tâm để thần trí tỉnh táo, suy nghĩ tích cực luôn hướng tới tương lai tốt đẹp và tin tưởng của bản thân. Đừng để bi quan làm mờ mắt bạn, ánh sáng không nằm ở cuối con đường, ánh sáng chính ở trong tim ta và đó chính là cách vượt qua bế tắc, làm chủ vận mệnh. 3. Tự trọng, tự thân. Người sống trên đời cần nhất là tự trọng, vũ khí mạnh nhất trên đời chính là tự thân, vì thế muốn cải thiện số mệnh vượt qua những đau khổ và thất bại, phải nắm chắc hai điều này. Tự trọng để đối trị với tâm sân hận, tự thân để chống lại với lòng người hiểm ác. Khi bản thân nhận ra giá trị của bản thân, nhìn nhận thẳng thắn vào khuyết điểm của mình, không đề cao nhưng cũng không hạ thấp cái tôi, thì không một bế tắc nào đánh gục được. Nếu bạn tự trau dồi khả năng tự lực, tự cường, trở thành người có bản lĩnh, thì không một hung hiểm nào loại trừ được và hơn hết bạn tự trọng để thành tâm, tự thân để thanh tịnh, bản thân không còn vướng mắc phụ thuộc thì không còn bế tắc. 4. Thân tâm an lạc, vãn cảnh chùa chiền. Dù mạnh mẽ đến đâu con người cũng cần một chỗ dựa, dù bôn ba đến đâu con người cũng cần một chốn bình an để nương tựa tâm hồn. Khi dòng đời quá khắc nghiệt, khi bão gió quá phong ba, hãy gửi thân nơi cảnh chùa, gửi thân nơi Phật Pháp, ngồi thiền ăn chay nghe giảng kinh sẽ giúp bạn buông bỏ phiền não, cân bằng tâm hồn là liệu pháp tinh thần đặc biệt hiệu quả. 5. Hiểu về nhân quả nghiệp báo. Nhân duyên là ý trời, mọi sự việc diễn ra đều có cơ duyên, quả hôm nay bạn gặp là do nhân hôm qua bạn gieo. Bế tắc hôm nay bạn phải mang là do những điều từng làm trong quá khứ và nếu hôm nay bạn gieo hạt lành thì ngày mai ắt thu được quả tốt. Thấu hiểu điều này tâm thế sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Cuộc đời có vay có trả. Có được có mất, nhắm mắt xuôi tay cũng trở về với cát bụi, trải qua trăm cay ngàn đắng mới được làm kiếp con người. Hãy sống sao cho bản thân cảm thấy xứng đáng và không có điều gì phải ân hận. Đừng biến bế tắc thành cánh cửa nhà giam, sai lầm hôm nay tiếp nối sai lầm hôm qua. Hãy để nó trở thành chìa khóa khép lại cánh cửa quá khứ và mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đổi đời giàu có hơn người sau 56 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.